định thời điểm đội tuyển Việt Nam đối đầu đội Trung Quốc và đấu ngôi sao Son Heung-min. Nhận lời mời của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, CFA, đội tuyển Việt Nam sẽ sang Trung Quốc để thi đấu hai trận giao hữu dịp FIFA Days tháng 10 năm 2023. Theo lịch thi đấu được CFA gửi tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Trung Quốc ở trận đấu đầu tiên diễn ra vào ngày 10 tháng 10 và gặp đội tuyển Uzbekistan vào ngày 13 tháng 10. Cả hai đối thủ này đều hơn đội Việt Nam, hạng 95, trên bảng xếp hạng FIFA, khi đội Trung Quốc, hạng 80 thế giới, và đội Uzbekistan, hạng 75 thế giới. Thời gian thi đấu và địa điểm tổ chức các trận đấu sẽ được CFA cập nhật sau. Trong lịch sử đối đầu cấp độ đội tuyển kể từ năm 1997 đến nay, đội Trung Quốc từng giành chiến thắng 7/8 trận khi gặp đội Việt Nam. Trận thua duy nhất của đội Trung Quốc là trận đấu gần đây nhất giữa hai đội tuyển, khi chạm trán nhau trên sân Mỹ Đình ngày 1 tháng 2 năm 2022, trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Về đội tuyển Uzbekistan, đội tuyển Việt Nam đã từng gặp đối thủ này hai lần tại vòng loại ASEAN Cup 2015. Trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam để thua 1-3 khi làm khách trên sân Uzbekistan và thất bại 0-3 ở trận lượt về, qua đó hết cơ hội cạnh tranh vé vào vòng chung kết. Ngay cả ở cấp đội tuyển trẻ từ U19 đến U23, Việt Nam cũng chưa từng giành được chiến thắng nào trước đại diện đến từ Trung Á. Những thống kê đã cho thấy đội Trung Quốc và đội Uzbekistan là hai đối thủ có trình độ cao hơn so với đội tuyển Việt Nam, cũng đúng với những gì bảng xếp hạng FIFA đã thể hiện. Do vậy, chuyến du đấu tại Trung Quốc vào tháng 10 tới hứa hẹn sẽ là cử dược vô cùng chất lượng đối với đội tuyển Việt Nam, nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ khởi tranh vào tháng 11 năm 2023. Theo kế hoạch, sau khi kết thúc hai trận giao hữu gặp đội Trung Quốc và đội Uzbekistan, đội tuyển Việt Nam sẽ di chuyển sang Hàn Quốc để thi đấu giao hữu với đội tuyển quốc gia nước xứ sở Kim Chi, diễn ra vào ngày 17/10 trên sân Suwon World Cup. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trong dịp FIFA Days tháng 10 năm 2023. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ News. Đừng quên đăng ký kênh và bấm chuông để nhận thông tin mới nhất nhé các bạn.